Xong bạn cười cứ chọc. Ông chấm đáp các bản tỏ cái tầm nạp cái tế thị sản nạp hay ông chấm đáp xong chấm điệp chuẩn phía kỳ tha nơi rửa xíu này cứ lục chắc rộng dù vật ra đây miền tù rẹo cả việc bất mấy nhà lời còn miền vật tầm miền nâng ai chủ rùm sạm nạp ca ở bình thông bản bản hời tổng thức bảo lịch ca chuẩn từ xã bình nhà rộng ở tại chiếc đầm bây bản tỏ cả tăng xâm lụt đến đầu dịp xã xây. Good afternoon, Mr. President. Sum chumrip su lok pathean. Your honors. Lok lok srey chakram prom teang phiki teang ah. And good afternoon, witness. Sum chumrip su lok saksay. Witness, before we had lunch. Lok saksay mun pe da jeung chup samra srob srob aha thai trang. Explaining to the judges how lok ban panjol da chakram am CPK kamapiba pa komrik kampuchea. We're afraid. Đại bộ quát phì khlát mình hiên prachang. Sorry, we're afraid to protest the teachings in the revolutionary flags in relation to enemy policy. Chỉ mùi ca bằng riêng ca nàng nuông được nông tiết sản nào vào đây. I'd now like to ask you a question. À lời nít nhóm trang xua lúc nơi xâm nua mùi chùm nuôn. Pepon, Panyaha, Tata, Kamapibal, Pak Komunikam Pichia, were afraid of each other. P. Klaj Knea to win the Madarite. I think you may have said something about this before lunch. Pahajaluk Banchalai Klaklahai, no one be a hat like that. Kadre afraid. Pantakim Jang Sua, other Kadre. Ta Kamapibal, Manet Klaj, Kamapibal, Manet Tiet Rika, and P. Book got having the Ta Book got some enemy traits. Mian tùm nô khăng rồi cái tùm nô có bắt ấy đại thế. Sa thấy mà toàn lời tóp chơi, tham lúc mình bị cho cọp Yes, thank you, Mr. President. Sớm ở con đường bất hiền, nhom chấm tua tên năng sầm nô bài này. The witness to speculate, he can only say something about what he himself experienced or what other cadres told him. Away there got man dung rico away there come up hiba the tape prop got like a got sugotata come up hiba the moon women around young doi madad rico cut kunya dobe da nichika tis man. Dumnangs haprenya. I mean, this witness was a cadre. Chang Benjeta Satsay Rubni, Kamapiba, High Court, Nakanong, High Court Banjo Room, the Kronka, Chum Chicharan, High Court Menakacha, Kronkas, and Ket, Scott Richard Cots, and Gordichanak, got added G and P, Jim Nakanoni, and Tan, and Nikim Somsu, some Nuni, Tam, Rubip Say, Muti. To say along these lines, from what you observed, from what you heard, were other cadre afraid of each other? From what you factually saw? ឥឡូវកម្មវិបាកថ្នាក់នៅនេះដដីផ្លាស់មកណាថានៅមកកាចេះខ្ញុំទីហៅមកប្រាំរយប្រាំដល់អញ្ចឹងខាងនោះខាងកាចេះក៏ខ្លាចនេះដីនេះដីក៏ខ្លាចកាចេះខ្សែរបស់ខ្សែប៉ាក់ខុសគ្នាដែរឧទាហរណ៍អ្នកងំចូលអ្នកចេញអីពីនេះដីមកចេញពីតាអញ្ចឹងមកអ្នកនៅខាងនេះចេញពីអ្នកខាងនេះដល់អញ្ចឹងអត់ទុកចិត្តគ្នាទេអត់ហ៊ានទេអត់ខ្លាចគ្នាទៅវិញមកនេះដែលការយល់ឃើញ And why were you afraid of other cadres? What did you think would happen to you? ពូបញ្ហានេះដែលដូចជាឥឡូវខ្ញុំតោពីខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំតោពីកាចេះអពីតកែវតោខ្ញុំតោនៅកាចេះអញ្ចឹងសូម្បីតែឡានដឹកទ្របតវ៉ៃយួននៅសមរភូមិក៏មានឈើកាត់ដាក់តាមផ្លូវ
đồ chơi đom đóm nó cắt đã khao chiết miền bành lan đã crop rồi chẳng thưa mày tục chật kia anh nhìn dây còn tỏ với hàng mù than nhưng mà thâu vô lên á anh nhìn đẹp luôn rồi smart trắng rồi anh chẳng tới cho khai cho ai đi riêng luôn họ hàng trong tàu vậy bá hàng nốt tục chật hàng này hàng này tục chật hàng nốt tôm bay đầy vốn bọc mỏ pa hàng trong bá hàng nuôi thá hàng này ập tục giang đó nó cả tục chật này mùi bà nhà nó And just to be clear, he's saying that when you went to Brache, other cadres from other places accused you of not fighting the Vietnamese hard enough. Lâu khang nhóm đầu cha bị chặt bằng pel mao đào đặc vai bạ vuôn vai bạ chặt ra bằng bẫy cầm lang về thông chiến khang lại chặt tàu chặt bằng bẫy để cho thằng nhóm nó họ bài vuôn anh nói mình tụi bạn này ở tục chặt nghe bà đấy tục chặt nghe bà đấy nói chăng của bà bạn nhà nè nếu cầm dây thì đáp vô thiết để mù than nó khi nhóm đang đài And just following that up, when you moved to Karachi and you were involved with the fighting against the Vietnamese, other cadre accused you of being traitors because you didn't fight. They thought you didn't fight hard enough. Is that right? Ta kia chào bạn đúng chẳng mến thế. Khi nhóm mình toàn miền nạc đặc nói mới chào tế gặp con nó còn thả chóng thả để về để bốc khăn mà đón nè. Ở tục chật kia toàn thả lâu khang đồng bón bạc. Khang nhóm mình tục chật khang đồng bón ấy lại tục mình cho tới chuối họ khang nhóm bạc mà đón rồi chẳng ở tục chật kia còn thọ riêng luôn. Đồng bón này đang mà chấm nè. Thông ra cầm lăng và thông chiếc mình toàn chào khang nhóm thả mình quay vô đi. Tại đó bạc kháng chất ra phẩm bay để bạc kháng mà án cho bạc kháng bà đòi. Nó như vậy đó trông của tôi đi hai. Vì môn mà bị bọc nó bị chất phẩm bay mà là hốt chất phẩm bay. Bạc đá xin nam chất phẩm bay còn đâu đó đó trông của tôi để bê dùn bọc kháng này để tục lên chốt. Chập đâm lên tục chất kháng nhau bà đòi. Nó như vậy nó như vậy mà chúng tôi tự nhóm thế ná. Thế còn mình cho trật nhóm thế vụ nhóm thạ cọm thế. Còn đòi lấy nạ lơ lơ nó. Thế đó cho bạc kháng nạ lơ nó không miền bắc từng kịch bản ha, bà mẹ nó còn nông ai chăm chơi nó còn nông muốn thôi, lời miền nó còn nông ai. Thank you, and I'll ask you some questions about that in the moment. In a moment. But what I'd like to ask you now is. When you held your meeting, when you went to meetings, when you were at the Kirivom district, and when you were at the Yankache district in the southwest side, so this is before you went to Karachi in 1977. When you went to those meetings, were you asked or requested to participate in self-criticism sessions where you would state your biography and answer questions from others as to your background. Were you asked to do that at some of those meetings? ស្វ័យតិទៀននេះដែរទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយចំនួននោះអង្គប្រជុំមានការស្វ័យតិទៀនគ្រប់អង្គប្រជុំប្រជុំធំក៏ដូចប្រជុំតូចកម្មាភិបាលថ្នាក់ទាបក៏ដូចថ្នាក់ធំដោយឡែកប្រជុំគឺការកសាងទៅវិញទៅមកអំពីការធ្វើឲ្យល្អ
ដើម្បីជាតិដើម្បីប្រជាជននឹងគឺខំធ្វើឲ្យល្អតែរឿងខុសត្រូវឯងមិនដឹងព្រោះរកកសាងនេះឥឡូវខ្ញុំឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំជីកឡានឬក៏ជីម៉ូតូចុះក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំប្រើសាំងអស់ប្រមាណមិនចុះអស់ប្រមាណអីចឹងអានឹងដេញដល់ថាអស់ច្រើនចឹងដល់ខុសដាក់ខ្លួនឲ្យនេះឥឡូវខ្ញុំទៅដេកផ្លូវអត់រត់ពីបត់ហ្នឹងខ្ញុំដេកផ្លូវបញ្ចុះពីយប់អានឹងដាក់ខ្លួនឲ្យមិត្តរួមមួយ
thom an chlong chiv tok anang mien na dambei tha ko sang khluon oi lo khla chi ka ma ba lo do dak khluon oi ala yottamat ruom vot nang ko sang anong mien chi hou hai thnak kapuk rai thnak nye ruom nye nye thnak kraom ruom khnyom oi jo khnyom an yei nak lue bo nak lue kot khang lue khnyom ma da an chou ruom anang khnyom tae mien khang kraom bu thnak mien doi khnie bto bto mà cầm đọc pi nè nó đã lâu mà chôm mà tham rồi nè, cứ rồi hai thấp nè, họ lại chăng chạy cầm, lâu mà cầm mà ăn pi thì đóm nè, mì cầm muôi, họ thầu co sang mà ăn tháng ngày, lon chiu tô, mà nè mà ăn mau thì họ cho nó miên khóc chân khóc tích, mà cô luôn ở giữa mùa phết chuối, cay làm rau, làm bay là o luôn, nó miên, cứ pê, mình tham bị chôm tối bị tung thầm đầy. Thank you. And if I can read to you your statement in relation to one of these self-criticism sessions and ask you to comment on it. And this is at E3/1062E0117-0587. My mother was removed from her position because my aunt was from Phnom Penh. Those who were evacuated from Phnom Penh were regarded as a 17th of April people. So my question is, if another cadre had a self-criticism session, ការស្វែងទីទៀននោះសូមរត់របស់ខ្ញុំចេញមកវិញខ្ញុំសួរលោកជេវិញ ຈັດຕົກຖ້າຄມັງຢ່າງໃດຈໍານວນນົກຂ້ອຍໃດປີປັນຫາໂຍທີຈໍກອງຕອບໄດ້ການປີຕຶກໃດໂດຍແລກບໍ່ຍຸນບົກຫມອກຄ້າຍການປີຊີນີ້ບາດນີ້ຖ້າຍຸນດຸມລົບປຽນເລືອກຕຶກໃດການປີຊີອັນນັ້ນຈັ່ງໃຫຍ່ກາຈໍານວນນົກນະກາບໍ່ສະຫມາດໃຕ້ຂ້ອງກໍຈັ່ງໂດຍຄືພວກກອງຕອບມີຈໍກອງຕອບຫມູ່ຈໍານວນບັນໄດຄົນອ້າຍຫມອກກ້ອຍຍັງມາອົກລົກນະກ້ອຍອັນນັ້ນກາບໍ່ສະຫມາ
ຈັ່ງຊິຕ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 
đòn chẳng tao vậy một đòn quạt ốc lóc nâu cào ấy ốc lóc ấy à là bua chư là móm quạt tha là bua quạt ngon ngò chẳng quạt một cào tiền máu nó chẳng tiền nha à là nó mốc nó bầm ăn nó đi tham mà rồi pi rồi nè nó à mà nè pi nè thưa khô cho bầm ăn rồi nè nó mạ mà tam không đi máu đường chẳng ngày bậc khóc tao chẳng nè thằng lục đây nha sưu bà tò Were Vietnamese civilians living inside of Sector 13, were they viewed to have enemy traits of the enemies? Now talking about Vietnamese civilians. ហើយនេះខ្ញុំអត់យល់អត់សូវយល់ដែរបើប្រជាជនខាងប្រជាជនខ្ញុំអត់បានសូវដឹងសូវយល់ទេតែបើថ្នាក់កម្មាភិបាលដូចជាអង្គាវដូចអីហ្នឹងអង្គាវតាមមកគាត់និយាយដូចមិនសូវច្បាស់ដែរអាហ្នឹងគាត់បាត់ខ្លួនអាហ្នឹងដូចតែរឿងគាត់មួយទេបើដល់ពេលប្រជាជនអីខ្ញុំមិនសូវបានអត់បានដឹងទេព្រោះគាត់ហ្នឹងជំនន់ហ្នឹងខ្ញុំនៅដូចថាមិនបានចុះជាប់នឹងមូលដ្ឋានខ្ញុំមិនសូវបានដឹងដែរ ก็ยังไม่ครบสําหรับดําอย่างนั้นมันเคยได้จะเกี่ยวเกี่ยวนําមួយគាត់និយាយភាសាមិនសូវបើឡាំបើឡាំដោយអ៊ំសៀងគណៈស្រុកកោចអានេះស្រុកកោះដែតមួយក៏គាត់និយាយបើឡាំបើឡាំដែរបាត់ខ្លួននោះគ្នាជំនន់នោះដែរគាត់គណៈស្រុកនោះលេខាស្រុកកោះដែតអ៊ំសៀងនោះមកមកគៀវគាត់អនុតំបន់ 13 When you say you don't know what happened to people on the ground, are you saying as far as the general population that was living in Kiribong, that was living in Kiribong, are you saying that you don't know what may have happened to some of those people in terms of whether they were being classified as enemies or not? មកតរងមកតនឆ្លើយដល់សួរខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ថាការឆ្លើយនឹងពួកគាត់ដល់ប្រជាជនទូទៅខ្ញុំអត់បានដឹងទាំងអស់ទេដូចប្រមាណស្រុកហ្នឹងនៅក្នុងតកែវមួយដែលរដ្ឋបាលដល់13មួយចោះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានដឹងទាំងអស់ទេដល់ប្រហែលចំណុចតាមួយដែលខ្ញុំអាចដឹងអានឹងខ្ញុំអាចឆ្លើយជូនបាន Thank you, and that's all we're asking you to do. Were camp people from Kampuchea Krom living in your district, or in a sector, were they viewed as being enemies or having enemy traits when you were there? កាលពីនោះខ្ញុំដឹងកាលនោះពេលដូចជាឆ្នាំចិត្តបាក់ខ្ញុំទៅលេងស្រុកម្ដងចិត្តប្របីហ្នឹងហើយកម្ពុជាក្រមមកឃើញធ្វើតបធ្វើអីនៅជាមួយខាងហ្នឹងខ្ញុំដុំសោមហ្នឹងតែមិនដឹងទៅទុកធ្វើអីដូចខ្ញុំទៅលេងបានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃលេងមួយម្ដាយខ្ញុំនៅគាត់នៅពេទ្យគិរីវងហ្នឹងតែដោយឡែកតែឃើញជាកម្ពុជាក្រមមកមានកងតប្រាចាំមកកងមកនោះណាធំមកប្រែណាធំ ខ្ញុំរៀបដែរតែមិនដឹងថាធ្វើទឹកបែបម៉េចខ្ញុំអត់បានដឹងដែរខ្ញុំទៅឃើញលេងខ្ញុំទៅលេងពីរថ្ងៃហ្នឹងតែថាចាត់ទុកថាបិណ្ឌប្រកាសជាក្រមតាមើលប្រហែលជាតែលឺនិយាយឌីដោយយើងចូលអញ្ចឹងអាហ្នឹងព្រោះខ្ញុំមិនហ៊ានថាដែរព្រោះខ្ញុំអត់បានឃើញតបផ្នែក
chạy Thank you. And the reason why I ask you this is because you said to the investigator, and I just read it out to you, that at the self-criticism session, if you said you had relatives who had come from Campuchia Krom, you would be regarded as having affiliation with the Vietnamese sai tiệm tương cho môi KGB Việt Nam. So, why did you say that? Khiêm chẳng đánh thả hạt để bàn lục phạm nhạc sư một kết bài bản nhạc nơi phía đồ lục trả lời tới dân xâm đua còn luôn. Bà chân khiêm chất đạp trả lòng cho mùi. Bộ lục xua khiêm bánh miếng thả xua nâu khăn ông tặng ơ bà xân là xua thân ạ bà chung bê bà chung nế. Hắn đang khiêm đạp toàn. Xua bọ còi một cái nhà thà về phải chôm mà đang bị miến đấy thà lốc bẹp con ấy đấy thà lốc miến sạt nhiệt nè phnom penh đó parmesan rồi cả bẹp con ấy nóng vì ai bẹp con chỉ muối nè đánh xoài thì tiên rồi cho lòng chỉ tốt nha của nó bị miến sầm nua với miến đà không nó bị miến sầm nua miến xoài được thằng nào xua không chắc họ cò sáng họ miến bò con sạt nhiệt đầm parmesan thầu thằng ấy họ miền tây nấu hàng cam chỉ cao lắm nó ăn dây bị chua bạ rồi cả chua sủng bò dù co rồi chân nhầm ráo nữa mình men dây đào mua than rồi chia chân sót đấy chỉ chân sót gọt đắng đây ăn dây bị chung này bị chung son chi bị tô chung crom ấy nữa nó mình hấp cam ai ba thằng nào tiếp mình dây nã lơ mình dây bị thằng tiếp đấy được trả lâu khi ông miền bò ôm một nông pin cho nó nó người ta chạy bò nó xài mua rồi ta cho xài xài a thì họ chẳng họ đó là miền cam chi cao và bọt rụp nạp xe nhất đang chọp chăng chọp sạch nhiệt hàng hàng nó họ đang cho nó ngồi bọ một nhầm dây cho màu khỏi với màn nhầm nó nhầm bọ bàn rồi mới là xua chứ mình dây là tu tấu đòi chia chứ nó nhầm mặt bàn đằng là nó nhầm mặt xoay cả That's right. I know it's difficult to find the framework as to these discussions because it happened a while ago. But I'm using some information that you have given the investigators as to what you said or what you thought. Back in the democratic Campuchia period. You said that new people may be implicated at these self-criticism sessions. Were new people viewed to have enemy traits because they had come from the cities and were supporters of the previous government and ideas like capitalism? Môn được gọi tha phục quạt chia bùa mùa thuần để dùng ta được xa hạt thoa năng rư từ bệnh trị chân thâm mây từ ban kia chặt tục tha miền bẹ bòn được gọi miền xài bẹ bòn bạp này បញ្ហានេះខ្ញុំមើលប្រហមទៅឃើញយ៉ាងបញ្ហានេះខ្ញុំអាចយល់បានខ្លះណាស់ត្រង់ថាជាប្រជុំជារឿយៗថ្នាក់កម្មាភិបាលគឺចង់និយាយថាបែងចែកដូចខ្ញុំថាខាងដើមពីមុនបើតាមកម្មាភិបាលថ្នាក់ស្រុកក៏គាត់ជាស្រុកជាខេត្តអញ្ចឹងគេតំបន់ហ្នឹងគាត់ចង់ថារបស់បែងចែកប្រជាជនដល់7ចង់7នៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងត្រូវហើយហ្នឹងមួយខាងរបបមុនមកដល់ខាងវៀតណាម กาซิเบ้มวยอันนั้นกันนั้นดอลประชุมទៅលើកទាំងអស់ទៅដល់ខ្ញុំមកក្រោមក្រោមលឺអញ្ចឹងទៅតតគ្នាទៅតិចដល់អញ្ចឹងមិនទុកចិត្តគាត់ទៅនោះអានោះបញ្ហាហ្នឹងវាអាចមានបញ្ហាហ្នឹងច្រើនហើយដល់សួរអញ្ចឹងមកខ្ញុំបកទៅត្រូវជាមួយឯកសារអញ្ចឹង
And those people, from what you saw back then, from those people that were implicated, new people, implicated as having affiliations with the Vietnamese, what would happen to them? What would happen after the implication were made? From what you saw. Tam da luk khoeng ta mien avai kat laeng chompuh pichichun da trai ke chaut baem ni. Ba san na je mien panha ke chaut doi lok ban suu anjang, keu panha nang keu kruh thnak dal kwat hai, pora khnong khang je toap kraom doi da je khum na je khum je phum nang keu man tok chot kwat nang khnong, ba san na je chaut anjang, kan mien panha. ກະບັດຄູນບັດບ້ອງອັນນັ້ນອາດມີຄືສັດຍິດຕ້ອງໄປດາບໍ່ໄດ້ມີຍົ້ມອອງງ່າຍກໍນໍໄປນີ້ໃດກໍຈາມມັນກໍດອມເປັນແດ່ນັ້ນລົກກໍນໍຄັງຍົ້ມຫຼາຍມີຍົ້ມກາດນັ້ນຍັງຢໍຄືຍັງນັ້ນຈະມາໄດ້ມີຍົ້ມຫນ່ວຍບໍ່ຫຍັງຕໍາຕໍາມີຈົ່ວຈັ່ງນັ້ນຕາຄູສະຫນະກອດບາດ And from what you saw, from what you heard from others, with that dangerous situation, the people that fell into those enemy categories, would that include them being killed for being placed in those enemy categories? បញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំអត់បានឃើញតបណែទេព្រោះដល់ខ្ញុំវាអត់បាននៅនិយាយរួមខាងក្នុងជួបជាជនឬក៏ស្អីខ្ញុំអត់បានឃើញតលទេពួកខ្ញុំនៅមុខដល់យើងខ្ញុំអត់ដឹងតែឮតតមកហ្នឹងមកដល់ស្លាប់ពូនេះមកដល់ស្លាប់មីងនេះតែរឿងប៉ិតអត់ខ្ញុំអត់បានឃើញតបណែទេ In Kirivom district, was there a main security center or re-education center that people were implicated as being enemies? Yes, I think it's about time I should start objecting to questions of prosecution on this subject. We are in the internal Persians section. I know prosecution has in itself a wide possibility to ask questions on other subjects. However, no security center in Kirivong or any other district other than Tramukok is part of the scope of this trial, so now to ask witness to your secret service in cases of people being enemies is going far beyond spending an awful lot of time on this. This is an issue of credibility of the witness. It also relates to Kurds themselves, people that were purged, as your Honour has heard. In this case, have ended up in security centres.
The enemy policy in general. I would understand my friend's remarks if I was discussing a security centre not included in the indictment for about half an hour or so. Ask these types of questions. It's certainly not a focus of the examination, and it certainly won't be. So, perhaps with that in mind, if I can just ask him these brief questions, and then I will certainly continue on. Mr. Witness, were you aware of re-education centres in Kirribong district? No grievous, come time to come dunk, flop, dunk, you know what the hit. Nunk that lime tea song mean no way, but got me. Take him command, I told him, told a young knob, and then you don't know, and told him, no can, some song, uncle, flop, then told him, tell the tome. Come out time to cast up grievous, so you own company. Is our chuộc bọn những nhỏ nâng miên mè nâng nó bọt thiệt nó cục cru nó phùng cục cru nó cùng cục bịch nâng miên bật con mè lục về nhà. Also in Trangkok district, were you aware of a re-education or security centre named Rang Ta Chan? Của khi ông ta ăn qua là càng được chán nữa là hùm một ông nà thiệt của khi ông tranh cho nó phớt đó nó nhà xong lục đi nhà nhận mực xa đá mực hiện nay nó khi ông đoạt bàn sợi thì của khi ăn qua nhà nó sọc cũng nát cũng ai nhỉ. You said that Kirribong had a security centre where people were detained. From your understanding, in Sector 13, did each district have a security centre to detain people that were considered to be enemies or have enemy traits? From your knowledge working in the Southwest side, Tam đại lục thọ phơ ca nô nông phụ viện này ở đây nô. Bà nhà này sống bỏ thà cái lấy này trong mặt bàn nấu trong mặt đằng này đang rì vốn em khơi mà cái lấy nhắn đòn co chế được cái trong mặt bàn khơi miền thì rằng mạch vừa trong cả lắm vừa những trên phật rì vốn hà nắng giờ vậy đôi ta nấu rì vốn em đằng là kho vì nắng trong mặt đằng này. Thank you. And just to finish this topic briefly, were people in your sector that were former Lon Nol soldiers, officers, or civil servants that worked with the former Lon Nol government, were they viewed to be enemies or have enemy traits in the eyes of the Communist Party of Kampuchea? From what you could observe, มันบ้านถ้าจับตกถ้าจะขมังต่างสรงเต้นั่งใจเกียร์เกียร์บ๊อบ
ແລະបបអីបបមីតុនសក្តិភូមិឬមូលធនមានគាត់ថាខាងដើមអញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំអនិយាយចុងក្រោយខ្ញុំនិយាយអំពីមុនដែលពេលចិត្តប្រាំហើយនេះគាត់ដួលរបបមួយទៅរបបមួយគាត់ហ្នឹងក៏គាត់ទៅជាជាជនមកប៉ុន្តែគាត់ជាជនថ្មីអានឹងបានដឹងថាជាជនហ្នឹងជាជនថ្មីហើយដល់7ហើយបានតែថ្មីឯងបានទៅយកទឹមរំដោះបានអានឹងខ្ញុំដឹងប៉ុណ្ណឹង Sorry, I'll have to repeat that. Are you saying then that government officials, soldiers, officers, and civil servants from the Lon Nol government, they were classified as people, or they classified people? ឬក៏គេចាត់ទុកជាប្រភេទណាមួយផ្សេងហើយខ្ញុំបកខាងដើមវិញប្រាប់ថាហ្នឹងគឺតែដល់7មេសាបាននេះទុកចាត់ទុកទៅជាជនថ្មីហ្នឹងមនុស្សមូលដ្ឋានកុកកងជាជនថ្មីនេះហើយអញ្ចឹងទៅបាននេះថាមិនត្រូវធៀបគ្នាត្រង់ថាដោយថាឡូវមានប្រជាជនគាត់ថ្មីទៅទៅនៅពឹងពាក់យើងអ្នកចាស់ដល់អ្នកចាស់ហ្នឹងមិនកក់ក្រៅជាមួយគាត់ទៀតបាននេះដល់រឿងហ្នឹង Thank you, and you've just mentioned that you weren't so familiar what was happening to the general population, but you were more familiar with what was happening to in the military. And if I can ask you this question, that after you left for Karachi in 1977, did you hear that there were a number of arrests of people in leadership positions in Kirivom district and the Ko and Det district? ក្រោយពីខ្ញុំចេញទៅក្រចេះចេញពីគិរីវងទៅក្រចេះនោះបានដឹងក្រោយមកឮថាចាប់ថ្នាក់លេខាស្រុកគិរីវងចាប់លេខាស្រុកកោះអណ្ដែតហ្នឹងខ្ញុំដឹង The you've said earlier that the Kirivom district secretary was Tha Tom. Why was he arrested? បញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំឆ្លើយនៅតំណងហើយចំនួនហ្នឹងវាគាត់វាមានរឿងរ៉ាវច្រើនដែរហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងចាស់ចាស់ហ្នឹងខ្ញុំមិនចាញ់ផុតទៅនោះហើយតែដោយឡែកដល់មើលក្នុងចំនួនហ្នឹងអាចខ្ញុំអាចជៀបតាមចំនួនហ្នឹង Thank you. I'll refer to that now. And this is E3/1062 English 0117-0590, Khmer 0113-6712-13, and no French ERN. This is what you said
about Ta Tom, he said, in answer to a more broader question, do you know the reason why they were arrested? And you said in answer 71, no, I don't. According to the party's policy, those who were affiliated would be arrested. Ta Tom was said to have been affiliated with the KGB. Ta Tom had joined the struggle in 1966, but had been to Vietnam many times. Later, Ta Tom became close to Tam Mok and then controlled Kirivong District. Does that refresh your memory that Ta Tom was arrested because he was affiliated with the KGB due to his visit to Vietnam? ปัญหานั้นខ្ញុំឯកភាពចឹងមកដល់ខ្ញុំនិយាយពីប្រហែលឆ្នាំមុនវាអាចចាំតំណងមិនបានដែរប៉ុន្តែដល់ពេលបើរំលឹកចឹងមកខ្ញុំដឹងថាកាលហ្នឹងខ្ញុំឯកភាពខុសហ្នឹងហ្នឹងអំតុំក៏គាត់ជាអំចដូនមួយខ្ញុំដែរអត់មានអ្នកឆ្ងាយទេហើយមិនដឹងជាគាត់កំហុសខុសឆ្គងគាត់ចាក់តងទៅរហូតក៏ឡងទៅថាមុនដូចអីចឹងទៅមិនដឹងជាបញ្ហាវាជាប់ពាក់ព័ន្ធមិនដែរនឹងតំមួយនេះមានតែសៀងកោះណែនឹងផងមានគាត់ហ្ន
ខ្ញុំមិនទាន់មានអ្នកដឹកនាំឯចោតទេក៏ប៉ុន្តែក្រាន់តែមានសំណួរទៅទាំងអស់គ្នាគាត់ប្រមាណចាស់ចាស់ហ្នឹងបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំបានជម្រាបផងដើមមកឲ្យប៉ុណ្ណោះឲ្យវាអត់បានចាំដល់លោករិញ្ញាលើកជើងមកខ្ញុំចាំបាន And if I can refresh your memory in relation to another person that you raised in relation to being arrested from the Kirivong district, and you refer to a person called Ta Nam, and reference is E3/9835, English 0097 5 7 7 8 លោក បាន លើក ឡើង នៅ ចំណុច នេះ ដូច ត ទៅ husband តាណាម នេះ ជា ប្រពន្ធ របស់ យាយ គុន ជា ជន ជាតិ កម្ពុជា ដែល ទៅ រៀន សូត្រ នៅ វៀតណាម ក្នុង ពេល សង្គ្រាម ហើយ ជា មេ បញ្ជាការ កង តប តំបន់ 13 ប៉ុន្តែ ដោយ សារ ប្រវត្តិ រូប របស់ គាត់ ថា គាត់ ទេ មក ពី វៀតណាម ខាង ជើង from his military position in 1975. គាត់ ចេញ ពី ទួ នាទី ជា មេ បញ្ជាការ កង តប នេះ ទៅ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 1975. ហើយ លោក បន្ត និយាយ មក ទៀត ថា តាណាម នេះ គឺ ថា ថា មិន បាន បោះ សម្អាត ជន ជាតិ វៀតណាម ដទៃ ទៀត នៅ តាម បណ្ដោយ ព្រំដែន កម្ពុជា ដោយ សារ តែ ប្រពន្ធ របស់ គាត់ យាយ ខុន នឹង នៅ រស់ រៀន មាន ជីវិត អញ្ចឹង ក្រោយ មក តាណាម នោះ ក៏ ត្រូវ បាន ដក ចេញ ពី ទួ នាទី ជា កង តប ហើយ ថ្ងៃ មួយ ពេល ខ្ញុំ ដឹក បន្លែ ទៅ To eat grass. Đó là lực cho mọi giá bạn nhưng nó chạm bạn này. Mên ông Nam quát chỉ mê tốp là bọn đọc bấy dù cho Nam hỏi tại đời lấy. Mên chứ mốc, bốn con mên chứ mốc khốn này bốn con chứ mốc khươn. Mà ông Nam nó quát mê tốp hái đọc rồi mốt đọ. Bố quát xe thang xe Hà Nội rồi vậy là quát nó vừa mò về Hà Nội. Đọ chanh quát nó đọ đó mà đã ông phòn cơ rồi. Nam đọ từ nâu gì vông một bốn gót rồi mà chắc sọc gì vông. Nó môn tâm nó đây. Nó ngả nó
bạn đang nhầm nói lực chẳng mất làm trang bàn thằng ông rồi quạt bát luôn thì môi chỉ có ông tông đang đây and I'd like to ask you what you meant by he was not swept clean along with the other Cambodians, from Vietnam. Got mình ban bọc sập át ban chia sẻ lại chụp 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 cam bị chia để tiền để mọc bị Việt Nam nó thế đời xa tại vậy khืน nè. Do you mean that he wasn't đời xa tại còn chụp đây là bao giờ khืน swept clean. Biệt tha đời xa tại còn bầu sầm át mình oi ban chia sẻ lá nè và từ khi mình ban bầu sầm át còn tê ta lục trong giấy thằng mấy cái này nè lâu bỏ sai tấu bầu sầm át buộc nhom thì giấy ban là cùng nắm ban đó chỉ mê top tấu nâu gri vuông gì mới được còn đòn chăng quạt ở miền thuôi tê quạt nâu kia cô đại thành nã quạt vừa đại thành nã thấm tăng phí trong chồ tọp quạt tăng bìu hai màu đại quạt đỏ về để chân tập nam nè đỏ máu đòn chăng khoan thảo bẹp bòn ở đường Việt Nam đi mình đang gì thảo bò sầm ăn mình đang gì trong dây vàng ná mình đặt từ tập bẹp bòn mình bò sầm ăn bộ bồn quạt sầm ăn chắc sầu kỳ bông ai tần ông giờ lom tần na nó bữa đó chết bầm bấy bao sầm át ông miên bao sầm át cọt đấy đó bao sầm át nằm đang ấy tôi mùi đất tông mới nói nó cái bọ cái vai dân giờ lom đó về nhà đặt xa lắm I think you just clarified the term there. Cái như là lúc cùng tại bọ sài biển nên nó bên này lúc vậy ta. Swept clean. Bên là cái tập you're saying that someone was killed. Cứ lục ban như vậy tha cứ sập cứ sầm lập hai bỏ sầm an ní cứ miền này tha dục tô sầm lập hai trong trâu đại thế. Bạn, bạn nhà cả bỏ sầm an đó cứ ban này tha sầm lập đôi lục tha chẳng hơi tay đôi lấy đôi tay bỏ sầm an nó bền dây nó ai che thật sai ông nam mo dùm nuôi con bằng má nó phải giờ bỏ sầm an mình toàn rồi gọi giang mấy cái nông khi ông bị ai mình mang chăm tao nông đấy lúc tôi mưa ăn mưa nông ngồi xuống ba thì nó còn là cá bò sầm ăn đấy là bò sầm ăn tao ấy tao ngon nó ấy đọc chia làm pay co trò chơi khê tao chỉ mua cái này đấy and if I can ask you to comment on This is the copy of a revolution reflect. French 0048 77 36. And this is what this Revolutionary Flag magazine states in June 1977. In the first half of 1977, we managed to sweep clean networking enemies borrowing within, drawing from such experience. We do not just see movement, their biographies are also our target. Who contact who, with introduction from who, we know their circles, sources, where we conduct research. Thus biographies are in a firm grasp. We will be confident in the quality of our cadres and party candidates. By question to you is what is written in this Revolutionary Flag magazine do you agree with what they have stated in the magazine? I'm referring to
where they state in the first half of 1977, we managed to sweep clean networking enemies burrowing within. Do you agree with that statement, that at that time there was a sweeping clean of enemies within the party? Just a small remark, no objection, but the prosecutor just said there was no translation. I did say that, my notes say that, but as I said it, I realized that probably that would not be the case, so I would appreciate if do you have the reference? Of networking enemies, from what you observed before you left Sukarcha in March 1977. Nóng đôi mình toàn miếng bán bò thầm hạt ấy thì tay khoản bán đó kia là cách nạ ca mà bị ba thả sốc mà dùm nuôn nạ ấy đầm bón mà dùm nuôn chẳng còn đọ vì ni thần nục nạ con chỉ lát con ấy tay đầy lại cho ôi đăng thả bò thầm hạt nóng đọ thả cầm tích cho khi mà bán đăng đây tay đó là chất tập phùm trong chất tập bê lệ kèm tử lên sốc ấy dân tia hay chẳng đó mà bán đăng thả ọc ọc mặt bán nục bán ấy nóng tâm tăng về đăng thả. Thông lục đi nha, cái đất mới ảnh xa, đàm. Thank you. And I was going to discuss with you the arrests of members from the Co and Det district, Sector 13 committee about that time. You provided information about that in your statements, particularly at D3/10622, English 0117-0590, and Khmer 0113-6712-13, and no French. And I think you mentioned some of these people earlier, but rather than ask you questions about what you said in your statements in relation to that, I would like to ask you some questions in relation to the transferring of cadre from the southwest zone to other zones in the country. And perhaps if I refresh your memory as to what you said, then if I can ask you some questions about that, and I refer to E3/9513, English 0098-2700-01, Khmer 0097-5688-90, and French 0098-0789-90. And you state, and you're referring to 1977, at the time, this is an answer 89, at that time, people in the southwest zone heard from and told one another about the sending of cadres to various zones. We knew that when Tha Mok sent people from the southwest zone to other zones, those cadres were good cadres. And then you talk about Im Cham and Nem going to the northwest zone. My question is, why were cadres from the southwest zone being sent by Tha Mok to other zones around Cambodia in 1977? Why was that done?
ក្នុងឆ្នាំ 1978 Head away សាក់តែមកដល់ថ្លៃតបសូមជើញមេធាវីអន្តរជាតិការពារក្តីលោកខៀវសំផនOui, merci, Monsieur le Président. J'ai une objection à la manière dont la question est formulée. Monsieur le procureur international s'est fondé sur un extrait d'ouvrage, mais il n'est pas ressorti de la déclaration du témoin que c'est un moc qui avait décidé d'affecter les gens du Sud-Ouest ailleurs. Donc, peut-être qu'avant de le faire commenter sur ça, savoir s'il savait ce point, et ensuite le faire développer. Mais là, c'est lui faire commenter l'ouvrage d'un auteur sans que lui-même ait indiqué que de ses connaissances propres, il avait cette information. Your Honor, the author of this book is the witness. It's the 150 pages of statements given the investigators at the DC CAM. The document number was E3/9513. That's the witness's statement. But I think, Mr. President, the prosecution said question answer 89. There is no statement. I think he was referring to question answer 4. Just for the record. That must have been my mistake. But this has come from the statement of this witness to DCA. It's not from a book.